Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Podcast The Workaholic. Tại đây mình sẽ kể cho bạn nghe những mẩu chuyện nhỏ trên hành trình công việc của bản thân. Mình hy vọng rằng những trải nghiệm này sẽ giúp bạn có một con đường làm việc dễ chịu hơn. Tập podcast này được đồng hành bởi May, một ứng dụng tổng hợp tin hay, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Bạn hãy tải ứng dụng May và follow The Workaholic nhé! Như các bạn đã biết thì gần đây Trang hay kể nhiều về công việc tuyển dụng của mình. Tuy nhiên các công việc này vẫn đang chỉ nói về vai trò của tuyển dụng nội bộ thôi. Thì ngày hôm nay mình có một khách mời rất đặc biệt, đó là Jane Nguyễn, Country Manager tại One Narrow Consulting, một trong những công ty headhunting top đầu trong mảng tài chính, bảo hiểm tại châu Á. Jane đã có trên 7 năm kinh nghiệm trong mảng headhunter tại Singapore và Việt Nam. Jane ơi, giới thiệu như vậy liệu đã đủ chất chưa nhỉ? Giới thiệu ngắn gọn thì thế thôi là đủ rồi. Với 7 năm thâm niên trong giới headhunt thì hôm nay mình đại diện cho team headhunt nhỉ. Thật ra thì tình cờ gặp Trang trong một event của BOV hồi năm ngoái, mà mãi sau đến lúc mình lập nên cộng đồng Recruitment Savvy mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, vì hai đứa có chung một góc mission về chia sẻ kiến thức tuyển dụng. Hôm nay thì rất vui được ngồi đây với Trang để trò chuyện về các góc nhìn tuyển dụng từ một headhunter. Thực sự là mình có những cái cơ duyên rất tốt khi mà mình gặp được nhiều người, đặc biệt trong đó có Jane. Và ngay khi mình làm những cái podcast về công việc tuyển dụng ấy, thì mình nghĩ ngay rằng tại sao mình không so sánh một chút về tuyển dụng nội bộ và headhunter nhỉ? Bởi vì cái nội dung này nó thực sự nó không mới, nhưng vì là hai đứa mình cũng có một chút cái kinh nghiệm trong mảng này rồi và nó lại rất là cần thiết để chia sẻ và update cho các bạn. Những cái bạn mà có định hướng làm nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng đúng không Jane nhỉ? Rõ ràng rồi, hiểu một xíu về sự giống và khác này để giúp các bạn có lựa chọn dễ dàng hơn khi mà đang đứng giữa ngã ba đường, khi mà không biết là chọn gì á. Đúng rồi, bởi vì chắc là Jane cũng đã gặp nhiều bạn mà nhắn tin hoặc hỏi han hoặc thậm chí là cà phê với nhau xong cũng lăn tăn là em không biết là headhunt thì như thế nào mà tuyển dụng nội bộ thì làm sao. Vậy thì thôi, không chần chừ gì nữa, mình cùng nhau vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Chủ đề là tuyển dụng nội bộ và headhunter, lối đi nào cho bạn. Jane đã làm headhunter khá là nhiều năm và có rất nhiều kinh nghiệm rồi, và đặc biệt cũng tiếp xúc với những bạn làm tuyển dụng nội bộ nữa đúng không? Thì theo Jane thấy những cái điểm giống nhau của hai cái vai trò này là gì? Thật ra thì nội bộ hay là headhunt chúng mình đều làm tuyển dụng cả. Mà tuyển dụng thì đấy vẫn là công việc mà các bạn nghe rồi nghe mãi rồi thôi. Post bài đăng tuyển này, rồi post job không được thì ta đi search. Có người rồi thì mình qualify, mọi người hay gọi là phỏng vấn. Còn mình thì thích dùng từ qualify ứng viên hơn, để xem ứng viên có phù hợp với yêu cầu cần tuyển dụng không á. Đôi khi thì chỉ nhìn vào CV là thấy rồi, nhưng mà có những lúc mình cũng phải gọi điện, hoặc trong một số trường hợp thì phải mời ứng viên đến tận nơi để nói chuyện face to face. Rồi sau đấy thì là các hoạt động book ứng viên đi phỏng vấn này, offer ứng viên này, follow up ứng viên, ứng viên đi làm này. Ngắn gọn thì là làm nào để có người ngồi ở cái vị trí trống là được rồi. Tuyển dụng thì thế thôi mà. Đúng rồi, rất rõ ràng. Bởi vì là tuyển dụng nội bộ hay là headhunter thì mình đều có một chung cái mục đích, đó là fill được cái gap cần có người ngồi. Điểm giống nhau thì mình đã nói rồi. Còn quan điểm của Jane thì các cái điểm khác nhau lớn nhất trong tuyển dụng nội bộ và headhunt đó là gì? Với mình thì khác nhau chính thì là internal thì là tuyển dụng nội bộ, còn headhunt thì là tuyển dụng thuê ngoài. Đấy, chính hai cái từ đấy đã giải thích rất là nhiều rồi nhá. Nội bộ thì mình chỉ phục vụ một khách hàng mà thôi, đấy là chính là công ty nhà mình. Còn headhunt của tụi mình thì như là làm dâu chăm họ, phục vụ nhiều khách hàng khác nhau. Đó, thế thì điểm khác biệt nhiều nhất trong đặc thù công việc với mình thì giữa hai ngành nghề này là headhunt thì ngoài việc làm tuyển dụng, bạn phải làm thêm cái công việc tìm kiếm và phát triển khách hàng nữa. Nôm na là ở nội bộ thì bạn được đổ vào đầu một loạt các yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Còn headhunt thì bạn phải làm thêm cái đoạn đi xin xỏ tìm job để mà làm thôi. Đấy, còn internal thì các bạn phải làm thêm rất nhiều các hoạt động về employer branding nữa, xây dựng hình ảnh cho tổ chức để thu hút ứng viên dễ dàng hơn. Thì những cái này sẽ là những hoạt động mà hơi khác một xíu giữa tuyển dụng nội bộ và headhunt. Ok, khá là rõ rồi. Thế còn theo Jane thấy thì lợi thế của tuyển dụng nội bộ và của headhunt thì sao? Tức là hai cái vai trò này thì tồn tại song hành từ rất là lâu rồi, tức là hoạt động vẫn rất là hiệu quả. Vì vậy chắc chắn là nó sẽ có những cái lợi thế riêng của hai vị trí, thì Jane nghĩ thế nào? Nói về headhunt trước đi, để mình nói headhunt mà. Lợi thế của tụi mình đấy là được phép lựa chọn lĩnh vực để mình tuyển, để có thể tối ưu hóa được nguồn lực của database ứng viên.
Ví dụ như là ở OAC thì tụi mình làm tuyển dụng cho bảo hiểm này, nên là tụi mình có một danh sách các ứng viên đầy đủ trong lĩnh vực bảo hiểm. Nếu mà chỉ làm nội bộ thì tụi mình chỉ được phép dùng cho một công ty thôi, bởi vì mình chỉ tuyển được một công ty thôi mà. Nhưng mà là headhunt ấy thì mình làm việc với nhiều khách hàng, cho nên là nếu ứng viên mà không phù hợp với công ty này thì tụi mình có thể đẩy ứng viên sang một công ty khác. Đấy, thế là đấy là khi mình nói về việc tối ưu hóa về nguồn lực nhé. Đấy, ngoài ra thì bọn mình có thể tối ưu hóa thêm về cái phần là function, vị trí cần tuyển. Ví dụ nhé, là nếu như có bạn nào chỉ tuyển kế toán kiểm toán đi, thì các bạn ấy sẽ làm rất nhiều các kế toán kiểm toán trong nhiều các công ty khác nhau, và các bạn có thể dùng được một cái database của kế toán kiểm toán đấy. Nào, ngoài tài chính ngân hàng ra, bạn ấy còn có thể làm được cho các công ty về bất động sản hay là các công ty về sản xuất, vẫn là các bạn tài chính ngân hàng, vẫn là các bạn kế toán kiểm toán đấy. Đấy, thế thì đấy là cách mà headhunt có thể tối ưu hóa được nguồn lực và database ứng viên. Còn tuyển dụng nội bộ thì theo mình là lợi thế của các bạn là hiểu rất rõ về vị trí công việc và cả văn hóa doanh nghiệp mà mình tuyển cho. Vì vậy các bạn sẽ dễ dàng hơn so với việc là tìm đúng người hay là thuyết phục ứng viên với công ty của mình. Thì người trong nhà thuyết phục bao giờ sẽ dễ hơn đúng không? Công nhận với vai trò là một tuyển dụng nội bộ thì Trang thấy điều đó là một cái lợi thế rất lớn. Vì khi mà mình làm tuyển dụng nội bộ, mình hiểu cái khách hàng của mình làm việc với họ quá nhiều lần, từ job này đến job khác, mình hiểu Đúng style, khẩu rồi. vị của họ. Cho em nghĩ sao về cái việc mà tuyển dụng nội bộ và headhunt có cạnh tranh với nhau về công việc? Bản thân mình thì nghĩ là headhunt không cạnh tranh được với tuyển dụng nội bộ đâu. Bởi vì tụi mình vẫn là bên thuê ngoài, cho nên là nhiệm vụ của tụi mình chỉ là hỗ trợ khi nào các bên tuyển dụng nội bộ bị quá tải về yêu cầu tuyển dụng. Hoặc là khi mà các bạn tuyển những vị trí quá đặc thù mà nếu tự tuyển sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để sourcing. Cho nên là nếu cạnh tranh nếu có thì chỉ có cạnh tranh giữa các headhunt với nhau thôi, chứ còn cạnh tranh headhunt làm sao mà cạnh tranh được với tuyển dụng nội bộ. Jane rất là khiêm tốn, bởi vì thực ra nói cạnh tranh thì cũng không hẳn. Cái này nó có nghĩa là những cái lợi thế của nhau. Ví dụ như Trang cũng đã làm việc với nhiều anh chị đã từng làm headhunt, sau đó chuyển sang nội bộ, giả sử như vậy. Và những cái người hiện tại từ trước đến nay người ta vẫn làm headhunt thì người ta luôn có những cái database rất rất lớn, và khi mà chỉ cần nhắc đến một cái vị trí nào đó thì lập tức người ta có thể ra được vài cái tên ở trong ngành mà tuyển dụng nội bộ mình không biết. Vì có thể đấy là cái kỹ thuật mình mapping trên thị trường do cái mối quan hệ và do hiểu biết trong ngành mà mình đã xây dựng từ rất lâu, đúng không ạ Jane? Đúng rồi. Nhưng mà nói thế thì nói, các bạn nội bộ thì bao giờ các bạn cũng sẽ có một cái lợi thế nhiều hơn là các bạn sẽ làm trước. Khi nào các bạn làm chán, khó, không làm nổi, hoặc là quá tải quá, hoặc là các bạn thấy mất thời gian quá vì cái database này, cái khối lượng ứng viên này tụi mình không có, thì các bạn lúc đấy một thời gian chán thì các bạn mới out ra ngoài cho headhunt. Thế cho nên là headhunt tụi mình chỉ bọn mình nghĩ là tụi mình chỉ hỗ trợ khi nào mà tuyển dụng nội bộ bị quá tải, đúng không nào? Ok, đồng ý. Tức là mình sẽ hỗ trợ nhau khi Đúng mà rồi, quá tải, hoặc là quá sức, hoặc là tìm mãi không ra rồi, hoặc là cùng một lúc mình chạy đúng quá là nhiều rồi vị trí đi mà cái đấy, bộ máy đấy phải xây rất là nhanh, thì buộc là mình sẽ phải hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Nói hỗ chính trợ xác. thì cũng nhắc đến cái việc là headhunt sẽ phải làm việc với tuyển dụng nội bộ về các cái yêu cầu. Tuyển dụng nội bộ đôi khi cũng là cái cầu nối giữa doanh nghiệp và headhunt, đúng không? Đúng rồi, mình cũng nghĩ thế. Tuyển dụng nội bộ chính là cái cầu nối mà để nối hai bên lại với nhau á, nên bọn mình hay phải làm việc với rất nhiều các bạn tuyển dụng nội bộ là chỉ là vì thế á. Trang thì đã làm tuyển dụng nội bộ đã khá lâu rồi, còn Jane thì là một headhunt nhiều kinh nghiệm. Trang đã từng có một số suy nghĩ về headhunt như sau, thì Jane xem liệu những cái suy nghĩ này có đúng không nhá. Thứ nhất đó là headhunt không hiểu nhiều về nội bộ doanh nghiệp, ví dụ như là job này, về văn hóa, về yêu cầu, về khẩu vị, style của hiring manager, về quy trình tại công ty, nên cái việc hỗ trợ khá là mất thời gian. Và cái thứ hai đó là headhunt có thể hỗ trợ ứng viên làm CV tốt hơn bình thường để đạt được offer. Thì Jane nghĩ Ok. thế nào? Good question. Về cái số 1 trước nha. Headhunt không hiểu về nội bộ doanh nghiệp thì mình nghĩ là đúng, có phần đúng. Vì về cơ bản là tụi mình đâu có được ngồi trong công ty đâu, nên là tất cả các thông tin tụi mình nhận được đều là qua các bạn nhân sự nội bộ và hiring manager nếu mà tụi mình được nói chuyện với. Nên là nếu các bạn nội bộ dành thời gian chia sẻ với tụi mình
để tụi mình hiểu hết các thông tin cũng như là các yêu cầu công việc, văn hóa, quy trình hay là cả chế độ lương thưởng nữa thì tụi mình sẽ làm rất tốt. Vì lúc này là tụi mình có đầy đủ thông tin rồi, thì có khác gì các bạn nội bộ đâu cơ chứ. Cơ mà trong một số trường hợp khi tụi mình không có đủ thông tin thì có thể là những người tụi mình tìm được sẽ chưa chính xác. Bởi vì bọn mình bị thiếu thông tin mà. Thế nên là headhunt cứ hay bị mang tiếng là không hiệu quả và lại mất thời gian ấy, buồn lắm cơ. Nhưng mà về cơ bản là mình nghĩ là nó nếu như mà bọn mình được cung cấp đầy đủ thông tin thì bọn mình sẽ có đầy đủ thông tin và bọn mình sẽ làm việc rất hiệu quả. Còn về việc hỗ trợ headhunt hỗ trợ ứng viên làm CV tốt hơn là cái miss số 2 ấy. Mình nghĩ là có phần đúng. Vì thế này nhá. Khi mình liên hệ với ứng viên để qualify cho một vị trí công việc, nếu tụi mình hỏi ra được một số kinh nghiệm làm việc của ứng viên mà khách hàng yêu cầu nhưng mà ứng viên lại chưa viết vào CV thì tụi mình sẽ gợi ý các anh chị là nên viết thêm phần này và highlight phần kia để CV có một cái độ match nhất định và cái độ relevant trước khi mình gửi sang cho khách hàng. Đấy, thế nên là thay vì gửi bục một cái CV sang cho công ty thì giống như kiểu là các anh chị ứng viên sẽ đi qua một cái cửa hướng dẫn là đo ni đóng giày chiếc CV cho hợp với cái vị trí mình tuyển á. Mà cái này thì mỗi headhunt sẽ có một nguyên tắc làm việc nha. Ví dụ như nguyên tắc của Jane và các bạn ở One Consulting thì tụi mình sẽ không sửa bất kỳ một thông tin gì trong CV của ứng viên. Cùng lắm là chỉ sửa lỗi chính tả thôi. Mà tụi mình sẽ có nguyên tắc là hướng dẫn ứng viên để highlight phần này, sửa phần kia. Còn việc sửa chữa như thế nào, các anh chị ứng viên phải tự làm hết, tụi mình không động vào. Bởi vì theo mình nghĩ là nếu bọn mình động vào cái CV của ứng viên ấy, thì nó không còn là một cái CV trung thực nữa. Cho nên là tụi mình chỉ hướng dẫn này. Em nghĩ là anh chị nên viết lại phần này. Em nghĩ là anh chị nên highlight phần kia. Đấy, chứ không bao giờ tụi mình sửa cái CV bởi vì lúc này nó không còn trung thực nữa. À, nhưng mà nói thế thế nào thì CV cũng chỉ là cánh cửa để giúp ứng viên có cơ hội phỏng vấn với khách hàng thôi. Còn việc có được khách hàng offer hay không ấy thì khách hàng phải tự đánh giá trong quá trình phỏng vấn. Đôi khi thì phỏng vấn kéo dài cả mấy vòng ấy chứ. Thế nên là cái sự tụi mình giúp ứng viên đạt được offer thì không có đâu. Được thế thì là xịn quá. Tụi mình chỉ làm giỏi nhất được cái việc đấy là CV mà tốt hơn thì win cho ứng viên là cái phỏng vấn. Thế thôi. Ok, hoàn toàn hiểu rồi. Thực Ừ. ra ấy, cái việc mà hỗ trợ ứng viên có một cái CV tốt hơn nhưng vẫn dựa trên cái cốt lõi của ứng viên là phù hợp thì điều đó tuyển dụng nội bộ cũng làm giống như headhunt, bởi vì là cái mục đích của chúng mình giống nhau mà, đúng không? Ừ, đúng rồi. Là Chúng mình đều đều muốn phiêu người mà. đúng rồi. Ừ. Thế còn chúng mình thì cũng vừa bàn về cái việc giống và khác nhau giữa tuyển dụng nội bộ và headhunt này, Ừ. những cái hiểu lầm cái vai trò của headhunt để mà hỗ trợ nhau làm tốt công việc hơn thì Jane có gợi ý hay có idea gì không? Lần đầu được hỏi cái này nha. Trời ơi, mong lắm các anh chị tuyển dụng nội bộ hỏi tụi mình luôn. À, đứng về phía headhunt trước đi. Khi tụi mình làm việc với khách hàng thì sẽ luôn mong muốn khách hàng transparent với tụi mình về mặt thông tin, đấy là khách hàng open với tụi mình. Thật ra ấy, tụi mình biết là các bạn và các anh chị trong tuyển dụng nội bộ bận lắm, bởi vì không bận thì đâu cần dùng đến bọn mình đâu. Cơ mà đôi khi các anh chị đừng lặn một dòng tầm nửa tháng để tụi mình bơ vơ không biết trả lời thế nào với ứng viên. Tội cho cả ứng viên lẫn các bạn consultant cứ chờ đợi trong vô vọng. Trời ơi, cái này khổ lắm luôn á. Xong rồi lâu lâu cứ hỏi các bạn consultant là ừ thế vị trí này như nào rồi. Trời ơi, em gọi mãi không được anh kia, em gửi CV rồi mà em gọi mãi không được chị feedback. Thật ra thì tụi mình cũng hiểu là lâu lâu các bạn cũng không có feedback. Thì các bạn không có feedback thì cũng nói với tụi mình là các bạn không có feedback cũng được, không sao, để tụi mình đi update lại cho ứng viên. Chứ mà cứ đừng lặn một dòng mất tăm theo kiểu dạng là cả tuần gọi không được, nhắn tin cũng không xong, email cũng không trả lời. Thế là tụi mình khổ ơi là khổ luôn. Ờ đấy, còn thật ra thêm nữa thì tụi mình hiểu là các bạn tuyển dụng nội bộ một khi đã dùng headhunt thì không bao giờ dùng một bên cả, mà các bạn thường dùng đến 3 đến 5 bên headhunt cho một vị trí. Nên đôi khi có một bên mà họ mang được ứng viên vào những vòng cuối rồi cơ mà tụi mình không biết, nên là cứ lao đầu vào đi tìm các ứng viên cho các anh chị. Cuối cùng thì sau bao công sức đi mò người lại bỏ xuống đâu, bỏ xuống sông xuống bể hết. Nên là thay vì việc để tụi mình tuần nào cũng phải email hỏi anh ơi chị ơi vị trí này bên anh tuyển xong chưa ạ, thì các bạn có thể email một chiếc email hàng tuần chẳng hạn. Trời ơi, update luôn cho tụi mình là vị trí này anh có người vào đến vòng 2 rồi nha em ơi. Thế là giúp tụi mình kiểu
phân bổ thời gian và giúp tụi mình tối ưu hóa thời gian siêu nhiều luôn. Mà các anh chị không phải trả lời một lúc 5 chiếc email hoặc 5 chiếc tin nhắn từ 5 headhunter khác nhau đều hỏi một câu là ơ thế vị trí này anh chị tuyển đến đâu rồi nhỉ? Đấy, tụi mình chỉ cần thấy là nếu mà các anh chị làm hai cái việc đấy cho tụi mình thôi ấy, thì trời ơi, bọn mình sẽ thấy cuộc đời sung sướng đến bao nhiêu rồi. Chính xác. Bởi vì có làm thì mới biết được là mọi người vất vả như thế nào. Còn nếu trong trường hợp mà không update liên tục thì rất là khó để các bạn biết là mình đang đi đến đoạn nào, mình cần phải làm gì tiếp theo, mình có tiếp tục tiếp cận và mình hỗ trợ thêm ứng viên nữa không. Còn đúng nếu rồi. Mà cố gắng mà hỗ trợ tiếp, hỗ trợ nhiều nữa, xong rồi hứa hẹn, thậm chí là mình có những cái hứa hẹn với ứng viên là ok em sẽ next process, nhưng bên kia lại đóng nhu cầu, một là có thể tuyển được rồi, hai là không cần tuyển nữa, ba là thay đổi chiến lược. Thế là lập tức là mình sẽ rất là khó xử với nội bộ nhà mình và cả ứng viên đúng không? Chính xác, trời ơi, thương các anh chị ứng viên lắm, cứ ngồi chờ trong vô vọng ấy. Thực ra là Trang nghĩ là các cái vị trí mà cần phải đến headhunter thường là sẽ senior trở lên, dù các vị trí C-level. Họ cũng không phải là những người mà quá 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 cần việc. Thực sự như đúng vậy, và họ rồi. Cũng sẽ được tiếp cận bởi rất nhiều nơi, rất nhiều người. Vì cái việc mà để họ chờ nhiều như vậy nó cũng không chuyên nghiệp. Cũng hy vọng là qua đây mọi người có những cái thông tin để hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau hơn nhá. Rồi, thế còn một câu hỏi mà mình muốn hỏi Jen rất là nhiều lần, đó là một số công ty lớn ấy, hiện người ta đã có những cái core member trong team tuyển dụng nội bộ. Những cái người này được xây dựng nên để đi hunt những cái vị trí khó từ senior trở lên. Thì lúc này vai trò của headhunt thì liệu có bị mờ nhạt đi hay không? Cái này thì Jen thấy cũng dễ hiểu thôi. Vì các doanh nghiệp lớn bây giờ thay vì một năm chi tiền tỷ cho các headhunt thì họ build sứ nó một team headhunt trong nhà đi, đương nhiên là sẽ tối ưu hóa hơn là chi phí rồi. Vì quan điểm của headhunt tụi mình đấy là đi support, đi hỗ trợ thôi. Nên là nếu như mà mấy team tuyển dụng nội bộ mà đã quá xịn sò cũng như là có team hunt ở trong nhà rồi và có thể cân hết được các vị trí trong doanh nghiệp từ dễ đến khó thì đương nhiên là không cần dùng đến tụi mình rồi. Và với những công ty như thế thì về cơ bản là tụi mình cũng đánh giá là không còn là khách hàng tiềm năng của tụi mình nữa, bởi vì họ có thể xử lý được tất cả các vị trí từ dễ đến khó. Đó, khó họ cũng cân được, thế thì làm sao mà để lân tụi mình. Thế cho nên là, nhưng mà tụi mình thì vẫn có thể sẽ trở thành các phương án dự phòng khi mà nhu cầu tuyển dụng tự dưng tăng cao đột biến, hoặc là các vị trí cần tuyển tuyển các vị trí cần tuyển những nguồn ứng viên sẽ hơi khó tìm một xíu, ví dụ như là ứng viên từ nước ngoài này, expat này, thì những cái vị trí như thế thì tụi mình có thể sẽ là những phương án dự phòng. Và mình thấy là hầu như là các doanh nghiệp bây giờ, các công ty lớn, các tập đoàn bây giờ thì họ đều làm thế cả. Mình nghĩ là vai trò của headhunt thì nó sẽ không, cảm giác mình cũng cảm giác nó sẽ không bị mờ nhạt đâu, nó sẽ đúng đối tượng, nghĩa là đúng các nhu cầu, đúng khách hàng với đúng nhu cầu. Chứ còn mờ nhạt thì mình không nghĩ là nó sẽ là mờ nhạt, nó chỉ là một số các doanh nghiệp sẽ không còn là khách hàng tiềm năng của tụi mình nữa. Ok, hoàn toàn hiểu. Thực ra hỏi câu này bởi vì cũng có nhiều người hỏi đến thôi. Tuy nhiên nếu mà theo quan điểm của Trang nghĩ thì headhunter đâu đó người ta vẫn có những cái vai trò rất quan trọng. Bởi vì những cái dự án mà mình cũng không thể biết được là nó sẽ phải grow nó nhanh như thế nào và cần người ra làm sao. Đặc biệt nữa là cái database của headhunter cũng rất là lớn. Và thế Trang chắc đã từng nghe một bạn nào đó hỏi rằng em đang làm tuyển dụng nội bộ muốn chuyển qua headhunter, hoặc là ngược lại, đang làm headhunt chuyển về làm tuyển dụng nội bộ thì có được không và phải làm như thế nào? Quan điểm của Jen về việc này thì như thế nào? Mình thấy các bạn headhunt sang nội bộ nhiều mà, còn nội bộ sang headhunt thì có thể ít hơn thật. Headhunt sang nội bộ thì mình nghĩ là quan trọng nhất là các bạn phải chuẩn bị về mặt mindset, bởi vì các bạn headhunt thường có xu hướng là tối ưu hóa về mặt nguồn lực cũng như tối ưu hóa về mặt thời gian, cho nên là các bạn ý hay chọn các vị trí ở cùng một ngành nghề để tối ưu hóa ứng viên, kiểu như là chuyên tuyển kế toán kiểm toán thôi chẳng hạn, theo kiểu như thế đấy. Mà về với nội bộ thì lại phải chuyển sang một style là nhạc nào cũng phải nhảy, nên là mình đâu có thể từ chối các yêu cầu đâu. Hôm nay thì mình được order tuyển sale, mai thì mình được order tuyển IT, và ngày kia thì mình được order tuyển kế toán.
Mình đâu có biết được là mình sẽ được order những vị trí nào tùy theo những cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đấy, thế nên là các bạn phải chuẩn bị mindset là nhạc nào cũng phải nhảy và phải nhảy được hết. Thứ hai là các bạn phải chuẩn bị tiếp theo là về tâm thế để chạy nhiều vị trí cùng một lúc từ dễ đến khó. Mình hay thấy các bạn là headhunter chuyển sang nội vụ hay là gào lên là bị overload ấy, bởi vì ở bên headhunter ấy thì như Trang cũng biết là tụi mình sẽ chỉ chạy tầm khoảng 10 vị trí, 10 job cùng một lúc. Nhưng mà mình biết là về đến nội bộ ấy, có những bạn mà có thể một yêu cầu tuyển dụng trong một tháng có thể lên đến 300 người từ vị trí dễ cho đến vị trí khó. Cho nên là các bạn phải chuẩn bị ngay một tâm thế là để sẵn sàng chạy siêu nhiều vị trí cùng một lúc. Rồi về với nội bộ thì ngoài tuyển dụng ra các bạn cũng phải thò tay vào làm nhiều các hoạt động khác như là employer branding này, làm internal communication này, làm chăm sóc tâm tư tình cảm, làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, đi làm vui vẻ này. Nhưng mà cơ mà cái này thì mình thấy là phù hợp với nhiều các bạn, nhiều ý tưởng mà hầu hết là các bạn về với nội bộ cũng là vì cái lý do được làm những cái activity ngoài như thế này, cho nên là mình thấy cũng khá là hay. Còn các bạn từ nội bộ sang headhunt thì mình nghĩ là động lực lớn nhất của các bạn phải kể đến là thu nhập, nên là sẽ hợp với bạn nào có business mindset tốt cùng với nó là khả năng xây dựng phát triển kinh doanh. Sau đấy là khả năng xây dựng quy trình phát triển đội nhóm. Đấy, bởi vì mình hay gọi mỗi bạn headhunter đều là một business owner. Các bạn chính là chủ doanh nghiệp của mình. Và việc của các bạn là phải làm sao để phát triển cái business của mình một cách tốt và hiệu quả nhất. Bởi vì động lực lớn nhất các bạn ở bên này là thu nhập mà. Đấy, nên là bên này các bạn chỉ có làm hunt thôi, kiếm tiền mà. Thế nên là mình nghĩ là về về headhunt thì cái bộ skill nó sẽ all-rounded skill hơn, là nó thiên về business owner nhiều hơn. Các bạn sẽ phải vừa phát triển kinh doanh, vừa deliver những cái dịch vụ của mình, vừa làm thế nào để cái dịch vụ của mình ở mức cao nhất để khách hàng lại tìm đến mình những dịch vụ tiếp theo. Đấy, thì cái này sẽ là cái mà khác biệt lớn nhất nếu như mà các bạn từ nội bộ chuyển sang headhunt. Ừ, đúng rồi, đồng ý, bởi vì là cũng nhấn mạnh lại là headhunt sẽ vừa phải làm việc với khách hàng là doanh nghiệp, công ty nơi có nhu cầu tuyển dụng và vừa phải làm việc với các là ứng viên là đối tác của mình, thì hai đầu đấy buộc cái mindset của mình phải thay đổi rất là nhiều và liên tục cũng như là tổng tổng thể, đúng không? Còn đối với các bạn tuyển dụng nội bộ thì Trang đồng ý. Tuy nhiên thì bổ sung thêm một ý nữa là các bạn tuyển dụng nội bộ này còn còn overload bởi các cái thủ tục về tuyển dụng rất là nhiều. Cái này tùy công ty thôi, và hiện tại thì cũng rất mừng ở chỗ là rất nhiều công ty, trong đó có công ty của Trang, thì cũng có build một bạn admin chẳng hạn để hỗ trợ các cái bước tuyển dụng này để mọi người tập trung hơn vào các cái công việc khác đó. Cái đấy rất là mừng. Công nhận. Ok, thế còn theo Jane thì các bạn sẽ cần chuẩn bị những gì để trở thành một headhunter giỏi và một headhunter thành công? Giỏi hay thành công thì mình nghĩ là cái này về nó về tương lai, về xa đi. Còn bây giờ nếu như mà các bạn là đang có tâm thế muốn trở thành một headhunter, nên mình nói về entry đi, đầu vào trước đi. Nếu các bạn đang là nhân sự nội bộ mà các bạn có thêm một chút máu kinh doanh, muốn kiếm thật nhiều tiền mà không sợ khó, không sợ khổ, thì ta đa về với headhunter thôi chứ đợi gì nữa. Đấy, thế là các bạn đã có kinh nghiệm tuyển dụng rồi, thêm một chút máu kinh doanh nữa thì mình nghĩ là các bạn nên về về headhunt, và chỉ cần thế thôi là kiểu gì các bạn cũng sẽ kiếm ra cách, bởi vì các bạn đã biết cách tuyển người rồi mà, bây giờ thêm một chút máu kinh doanh thôi là kiểu gì cũng làm được. Rồi thứ hai là nếu bạn đang làm trong một lĩnh vực sale khác mà muốn về với headhunt thì cần thêm một xíu kỹ năng làm việc với con người nữa, vì bạn phải thích làm việc với con người nhá, chứ mà không thích thì mình cũng không nghĩ là bạn hợp với headhunt đâu. Đấy, sale mà tại vì sản phẩm bọn mình bán, mình hay trêu là tụi mình bán người ấy. Thế cho nên là nếu bạn thích sale và thích con người rồi thì bây giờ bạn chỉ cần học thêm một chút về quy trình tuyển dụng, hay là cách cách làm từng bước một
để làm thế nào sót được người này, phỏng vấn như thế nào này, thì rồi offer như thế nào này, quản lý ứng viên trong hành trình như thế nào này. Thế là bạn sẵn sàng, có thể sẵn sàng hành nghề rồi. Mà mình thấy là khá nhiều các bạn sale về với Hàn và rất là thành công đấy, mình biết một vài người luôn. Còn thứ ba, nếu bạn đang là một fresher mới chập chững bước chân vào nghề hoặc là muốn bắt đầu với nghề headhunt thì bạn cần thật nhiều lòng dũng cảm và sự cố gắng. Ngoài ra bạn phải là rất 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 kiên trì nữa, bởi vì mình nghĩ headhunt là một công việc khó và độ đào thải khá là cao với fresher luôn, cho nên là bạn sẽ cần rất nhiều lòng dũng cảm. Mới đầu vào sẽ bị vùi dập rất là nhiều, nhưng mà khi bạn vượt qua được một một vài năm đầu tiên thì mình nghĩ là sau đấy rồi các bạn sẽ có một cái mindset rất là tốt này, làm gì cũng, mình nghĩ là làm gì cũng làm được ấy. Ok. Thế chuyên có lời khuyên nào cho các bạn muốn trở thành headhunter không? Khuyên thì mình chắc là không dám đứng trên phương diện nào để khuyên mọi người đâu, nhưng mà có một trong những điều mà headhunt dạy mình trong 7 năm qua là sự kiên trì. Mình nghĩ là ngày nào cũng thế thôi á, càng làm lâu và càng tâm huyết với nó ấy, thì kiểu gì cũng ra kết quả và kiểu gì cũng sẽ xuất sắc. Bởi vì đâu có phải ai cũng kiên nhẫn được đâu, nên là khi mình đã kiên nhẫn, mình càng làm lâu một thứ ấy, thì cái bộ skill của mình sẽ càng tăng và mình cái khả năng của mình càng tốt lên, capacity của mình càng tốt lên. Thế nên là mình sẽ đấy, lúc này thì cái việc bạn trở thành headhunter thành công nó không còn khó nữa, lúc này là bạn sẽ biết là công thức nào để trở nên thành công luôn á. Đồng ý, nghề nào cũng thế thôi, cần một cái sự kiên trì và tâm huyết, tức là Đúng vừa không? là làm lâu, vượt qua khó khăn và biết cách đứng dậy, sau đó thì tâm huyết thì trong đó là mình cũng tìm tòi, mình cũng hiểu là ok cái này sai ở đâu để mình tìm kiếm cái cách để mình vượt qua nó tốt hơn cho cái lần sau, và liên tục nhiều cái lần như thế thì mọi thứ nó sẽ ổn hơn, đúng không? Nghề nào cũng cần như vậy, đặc biệt là Chính headhunt, xác. bởi vì headhunt thì mình hiểu cũng như tuyển dụng nội bộ thôi, mình cũng gặp quá nhiều sự từ chối từ từ phía cái người đưa ra job để tuyển, họ từ chối ứng viên của mình hoặc là ứng viên cũng từ chối mình, ứng viên từ chối mình vì job nó không đủ hấp dẫn, lương không đủ cao và rất là nhiều thứ nữa. Mà mỗi ngày với những cái sự từ chối như thế mà không có sự kiên trì và tâm huyết thì thực sự rất là khó làm, đúng không? Công nhận tâm huyết là thêm một phần đấy, là mình phải tìm ra cái việc vui ở trong công việc đấy. Mà giống như ở Trang Trang làm podcast này, hay là Jane cũng thế, hay là một số những cái cộng đồng kiểu Recruitment Savvy này, hay là làm Recruitment Academy này, những cái đấy để tụi mình xây dựng thêm những tình yêu với nghề, để mình yêu thêm những góc khác của nghề. Đấy, một một trong những cái để làm cho mình tâm huyết hơn với nghề đấy. Chứ còn mà Đúng. không thì mình mà không tâm huyết được với nghề thì mình đã khó đi lâu với nghề lắm. Đúng rồi. Thật sự thì qua cái buổi nói chuyện cùng Jane hôm nay ấy, thì Trang nhận ra nhiều cái điều thầm kín của một headhunter. Mong là qua cái buổi này thì các bạn mà yêu thích về nghề tuyển dụng có những thông tin hữu ích hơn và đặc biệt là không hoang mang khi chuyển sang các cái vai trò từ headhunter sang tuyển dụng nội bộ hoặc là ngược lại nữa. Jane có muốn nhắn nhủ gì thêm với các bạn yêu nghề tuyển dụng không? Chắc là tặng các bạn một câu quote mà mình thích nhất. Mình nhớ là mình vẫn lưu cái câu này ở LinkedIn trên điện thoại mình, lâu lâu mình lôi ra đọc. Chúng mình không chỉ làm tuyển dụng và chúng mình không chỉ là những recruiter. Để làm được tuyển dụng thì chúng mình cần một khả năng viết lách như một phóng viên. Chúng mình cần khả năng tranh luận như một luật sư. Chúng mình cần khả năng thấu cảm như một nhà tâm lý học. Chúng mình cần khả năng bán hàng như một chuyên gia bất động sản và một suy nghĩ như một marketer. Đấy, chúng mình cần rất nhiều những bộ skill như thế ở trong một công việc. Thế nên là nếu bạn đang làm tuyển dụng, hãy vững tin với nghề, bởi vì chúng mình đang làm những thứ rất hay ho luôn. Đấy là lý do vì sao mà mình ở lại với nghề và yêu nghề đến thế trong 7 Mình cũng vậy. năm vừa rồi. Đó, tại sao chúng mình yêu nghề đến thế, bởi vì nó thật sự rất thú vị mà. Đúng rồi. Có thể là ban đầu thì chúng mình rất là non, xanh và nhiều sai lầm. Nhưng từ cái quá trình đấy cùng với cái sự tâm huyết của mình, thậm chí là cũng rất nhiều người xung quanh giúp đỡ mình bằng nhiều cách. Có thể là kể cả họ từ chối mình cũng là cách mà họ giúp mình có thể đứng lên. Thì mình mới có được những cái ngày mà mình có những cái thành công nhỏ nhỏ như thế này, đúng không?
Chính xác. Ok. Rồi, cảm ơn Jen thật nhiều vì đã dành thời gian với The Workaholic ngày hôm nay nhé. Hy vọng tình hình dịch sớm ổn định để chúng mình có thể cà phê bàn chuyện về nghề tiếp với nhau nhé. Chắc chắn rồi.